Công an huyện tương dương tỉnh nghệ an cho biết vừa phá thành công chuyên án bắt ba đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, kịp thời giải cứu ba nạn nhân là trẻ em trước khi bị các đối tượng này bán sang nước ngoài. Ba đối tượng bị bắt gồm: Xeo Thị Thành sinh năm 1994 trú tại xã Lượng Minh huyện tương dương, Lường Thị Biên sinh năm 1986 và Xeo Văn Hiên sinh năm 1976 đều trú tại xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn. Trước đó, các đối tượng đã rụ rỗ ba cháu gái, gồm một cháu sinh năm 2007 và hai cháu sinh năm 2012 để lừa bán ra nước ngoài. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã móc nối với một đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài để bán các nạn nhân và hưởng lợi số tiền là 165 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện tương dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả ba đối tượng.